Lời Chúa, thứ tư sau Chủ nhật thứ hai thường niên, ngày 17 tháng 1, 2024. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse. Và hôm nay nhìn thấy một tượng Thánh Giuse không phải là chắp tay, khoanh tay, nhưng mà Thánh Giuse giơ hai tay xuống. Như là đang muốn ban ơn, như là đang muốn nói với mọi người rằng là cứ bình tĩnh, cứ tín thác, cứ từ từ, đâu rồi cũng vào đó. Gia đình đôi khi có những vấn đề, mà nếu người chồng, người gia trưởng trong gia đình hay là người lãnh đạo trong một cộng đoàn mà không giữ được sự bình tĩnh, không có được niềm tín thác, rối lên và cả cộng đoàn, cả gia đình nó sẽ rối tung lên. Còn đây Thánh Giuse bảo hãy tín thác vào Chúa, cứ bình tĩnh, đâu còn có đó, cứ từ từ. Muốn nhanh thì phải từ từ. Xin Chúa có lời truyền cầu của Thánh Giuse cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các người lãnh đạo, các cộng đoàn, lãnh đạo tinh thần, những gia trưởng có được tinh thần phó thác như Thánh Giuse. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ hai thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách Samuel quyển thứ nhất, chương 17, câu 32 đến câu 33, câu 37, câu 40 đến câu 51. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, David được dẫn đến gặp vua Saul và nói với vua Saul rằng: "Đừng ai ngã lòng vì tên Philistin Goliath. Tôi tới ngày đây sẽ đi chiến đấu với nó." Vua Saul nói với David: "Con không thể đến với tên Philistin ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó từ khi còn trẻ đã là một chiến binh." David nói: "Đức Chúa là đấng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu. Chính người sẽ cứu con khỏi tay tên Philistin này." Vua Saul nói với David: "Thế thì con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con." Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy 5 hòn đá quậy dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Philistin. Tên Philistin từ từ tiến lại gần David, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Philistin nhìn và khi thấy David, nó khinh dè cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Philistin nói với David: "Tao là chó hay sao mà mày cầm gậy đến với tao?" Và tên Philistin lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa David. Tên Philistin nói với David: "Đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú." David bảo tên Philistin: "Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, ta đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Ngày hôm nay, Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngày hôm nay, tao sẽ đem xác chết của quân đội Philistin làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Israel. Và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà nhờ Đức Chúa ban chiến thắng. Vì chiến đấu là việc của Đức Chúa và người sẽ trao mày vào tay chúng tao." Khi tên Philistin bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với David, thì từ trận tuyến, David vội vàng chạy ra đương đầu với tên Philistin. David thọc tay vào túi, vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Philistin. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là David thắng tên Philistin nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Philistin và giết nó. Nhưng trong tay David không có gươm. David chạy lại đứng trên xác tên Philistin, lấy gươm của nó rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó.
Người Philistine thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ân. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ân. Là đấng dạy tôi nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền cầm con gầy đôi cung. Chính Ngài cho các vua thăng trận, cứu mạng David kẻ trung thần, khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. Hallelujah, hallelujah. Đức Giêsu rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3 câu 1 đến câu 6. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh đứng dậy ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, Việt Nam có câu ca dao: "Nực cười châu chấu đá voi, tưởng rằng chấu ngã, nào dè xe nghiêng." Con châu chấu đá xe, cái xe lớn cồng cành. Con châu chấu bé tí xíu. Các bạn biết con châu chấu không? Hồi xưa tôi còn bé, tôi đi bắt cào cào, bắt châu chấu ở ngoài ruộng. Bây giờ chắc mấy bạn ở thành phố thì chắc chả ai biết con cào cào, con châu chấu, con dê nhũi, con dê lửa, con dê cái là con gì. Giờ còn lắc đầu không biết con châu chấu. Con châu chấu mà đá xe, nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, nào dè xe nghiêng. Những hình ảnh đó, thời đó thì nói về chuyện mà những người Việt Nam mình nhỏ bé nhưng mà bất khuất. Người Trung Quốc đem quân xâm lắng, đánh chiếm Việt Nam, tưởng rằng nuốt chửng Việt Nam. Nhưng mà nào ngờ ta thấy trong những cuộc chiến thoát hoan phải lên Ông Đồng mà trốn chạy về, rồi Nguyễn Huệ đánh thắng, rồi bao nhiêu cuộc chiến, người Việt Nam vẫn kiên cường, vẫn bất khuất chống lại bá đồ bành trướng của Trung Quốc muốn chiếm nước Việt Nam của mình. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, nào dè xe nghiêng. Câu chuyện ấy làm các bạn liên tưởng đến bài đọc một hôm nay. Các bạn có thấy con châu chấu là ai không? Châu chấu là ai? David. Còn cái xe to đùng ấy là ai? Cái ông gì? Goliath. Goliath là tướng của Philistine. Philistine đem quân đánh Israel. Israel chống không lại vì có một tướng to, cao, khỏe là Goliath. Không ai có thể địch nổi. Vô địch. Vua Saul sợ và những người lính Israel cũng sợ, không ai dám đương đầu nổi với tướng địch Philistine to lớn, khỏe mạnh như thế này. Trong khi đó, David lúc đó chỉ là một cậu bé chăn chiên thôi, nhỏ xíu như là con châu chấu. Không ai dám ra, David dám. Và David nói: "Tôi không chiến đấu bằng sức của tôi mà bằng sức mạnh của Thiên Chúa."
Tôi không đến với Goliath bằng vũ khí, mà bằng sức mạnh, quyền năng của Thiên Chúa. Trong khi đó, chúng ta thấy là vua Saul tin tưởng vào David và nói: nếu vậy thì hãy đi, Đức Chúa ở với con. Saul phải tin tưởng David lắm chứ. Mà nếu mà không tin vào David, mà tin vào David có nghĩa là tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì David nói rằng là Đức Chúa là đấng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính người sẽ cứu con khỏi tay tên Philistine này. Nếu không tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, David không dám ra. Và nếu vua Saul không tin vào quyền năng của Thiên Chúa thì cũng không dám để David đi ra chiến trường như thế. Tốt thí à? Cả bao nhiêu binh hùng tướng mạnh đây còn không đánh lại, mà bây giờ cho một thằng lính nhóc con này ra, có phải là còn tốt thí không? Có phải là uổng quân không? Vua Saul chắc chắn không làm chuyện đó. Nhưng mà vì David nói rằng tôi đến nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, cho nên vậy thì con cứ đi, Đức Chúa ở với con. Đức Chúa ở với con. Mặc dù Saul biết rằng là Goliath ấy, tên khổng lồ ấy, ngay từ còn trẻ đã là một chiến binh, còn David thì bây giờ chỉ là một đứa trẻ, khác nhau hoàn toàn, một trời một vực. Ta gọi là lấy trứng chọn với đá. Chắc chắn là trứng bể thôi, sao mà đá bể nổi. Nhưng thưa anh chị em, Philistine cậy vào sức mạnh của mình, còn David thì cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Khác nhau là ở chỗ đó. Khác nhau là ở chỗ đó. Và chuyện xảy đến như chúng ta vừa mới nghe, là David chỉ nhờ cái sợi dây và cục đá quăng trúng trán của Goliath. Và khi Goliath bị viên đạn cắm sâu vào trán rồi, té xuống, không còn sức để chiến đấu nữa, David đến và chỉ có cây gậy thôi. Đến mức độ mà Goliath bảo: bụi tao là chó hay là mày cầm gậy đến? Còn David thì trả lời rằng là: mày đến mang giáo, mang gươm gậy, mang gươm, mang giáo, mang lao mà đến với tao. Còn tao đến với mày nhân danh Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Ngày hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày cho tao, tao sẽ hạ mày. Ngày hôm nay tao sẽ đem xác chết của Philistine làm mồi cho chim trời và dã thú, để toàn cõi đất này biết rằng có một Thiên Chúa che chở Israel. Và toàn thể đại hội sẽ biết rằng là không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng. Vì chiến đấu là việc của Thiên Chúa và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao. Chiến đấu là việc của Thiên Chúa. Đó là sự tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa đấy, thưa anh chị em. Thường thì chúng ta hay cậy dựa vào sức của mình, vào khả năng của mình. Nhiều người khi mà thất trận, khi mà thất bại, khi mà phá sản, thua lỗ, lúc đó mới đến xin cha cầu nguyện cho con. Bây giờ con mới biết rằng là không phải bởi sức con mà Chúa ban cho con, mà con lại ỷ y, con tưởng rằng đó là do khả năng của con, do sự khôn ngoan của con, do sự tính toán khéo léo của con. Bây giờ tay trắng rồi cha ơi. Bảo ngày xưa anh ngon lắm mà. Ngày xưa anh bảo anh có tiền, anh có quyền, anh làm cái gì cũng được. Nói anh đi đọc kinh, nói anh đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, anh bảo không có thời giờ. Anh bảo còn phải thời giờ để mà đầu tư, còn phải thời giờ mà ký hợp đồng, rồi phải đi tham quan chỗ này chỗ khác. Anh đâu có giờ nghĩ đến lòng thương xót Chúa. Anh như là Goliath, cứ tưởng rằng là mình bách chiến bách thắng. Cuối cùng bây giờ là bại tướng mới chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Nhiều người lắm thưa anh chị em. Và nếu chúng ta ngày hôm nay là những tông đồ lòng thương xót Chúa, mình ra đi chiến đấu, kẻ thù của các bạn, kẻ thù của lòng thương xót Chúa là ai? Kẻ thù của lòng thương xót Chúa là ai? Ma quỷ là Satan. Thì chính Chúa đã nói với Faustina, Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, sẽ tìm mọi cách để cản phá công cuộc này. Mà nếu chúng ta lấy sức của mình mà chiến đấu với Satan, không thể nào thắng được. Faustina là một bằng chứng rõ ràng. Nó hành hạ Faustina đủ thứ,
nó hóa thành con mèo đen, rồi nó hóa thành những sức mạnh đè bẹp Faustina. Faustina phải nằm nửa người trên giường, nửa người dưới đất như một xác chết. Nó hành hạ cả về thể xác, cả về tinh thần, khủng bố Faustina. Mà chúng ta thấy Faustina là một nữ tu nhỏ bé, yếu ớt, rồi học hành chẳng đi đến đâu, rồi nghèo khổ. Làm sao lấy sức của Faustina mà chiến đấu lại Satan được? Cho nên nhiều lần Satan cũng như là Goliath nói với Faustina là đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp, mày dịch hết các linh hồn khỏi tay tao. Chơi trò kéo co chưa? Rồi, nếu mà hai bên không cân sức, một bên rất là mạnh mà một bên nhỏ xíu thì kéo một phát thì bên kia là tiêu luôn. Ấy thế nhưng mà ngờ đâu Faustina lại kéo hết các linh hồn khỏi tay của Satan. Satan nó khỏe lắm mà, Satan nó mạnh lắm mà, tại sao nó không giữ được những linh hồn của biết bao nhiêu người bỏ Chúa, biết bao nhiêu người chối đạo, biết bao nhiêu người xì ke, biết bao nhiêu người nhậu nhẹt ở bạc tứ đồ tương đủ thứ hết. Vậy mà với sức mạnh của Thiên Chúa, Faustina cầu nguyện lòng thương xót Chúa, Chúa kéo hết các linh hồn khỏi bàn tay kìm kẹp của Satan. Cho nên nó điên lên, nó bảo đồ khốn kiếp, mày và đồng bọn của mày, tức là những người đi theo lòng thương xót Chúa đó, dịch hết các linh hồn khỏi tay tao, mà đã bao nhiêu năm tao giữ, bao nhiêu năm tao kìm kẹp họ, bây giờ mày dịch hết khỏi tay tao là sao? Và chúng ta thấy rõ ràng người kéo co như vậy thì Faustina thua hay thắng? Thua chắc thôi. Nhưng mà Faustina đâu có kéo, Chúa kéo mà. Faustina chỉ cầm sợi dây thôi. Nhưng mà điều quan trọng là phải cầm sợi dây và phải vận sức để mà kéo. Có dám không? Hay là không dám cầm sợi dây vì thấy Satan sợ rồi, thôi đầu hàng luôn. Giống như là David mà ra thấy Goliath nó to tướng như vậy, nó gầm gừ như thế mà dám không? Thôi, em nói giỡn vậy thôi chứ. Thôi, anh tha cho em. Mà ta thấy Faustina vẫn cương quyết, không đầu hàng, cút đi hỡi Satan. Chúa nói, con đừng sợ, ta ở với con. Cũng như nói với David, Saul bảo, Chúa ở cùng con. Chúa nói với Faustina, có ta ở cùng con, đừng sợ bất cứ một kẻ thù nào. Và Chúa cũng nói với những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, chúng ta ra đi như là những chiến binh nhỏ bé như David. Vũ khí ta không có gì trên tay cả ngoài chuỗi lòng thương xót Chúa. Không có gì hết ngoài chuỗi lòng thương xót Chúa, ngoài một niềm tin thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Bao nhiêu thế lực ở trong đạo, ngoài đời, bao nhiêu những người có đầy đủ quyền hành, có đủ quyền lực, có đủ sức mạnh, cả về tinh thần, cả về tiền bạc, cả về chức tước địa vị, biết bao nhiêu người. Làm sao mình đứng đầu nổi? Mình chỉ là một thằng bé Goliath, bé David trước khổng lồ Goliath. Mình chỉ là một chú châu chấu trước một cái xe. Mình chỉ là một trái trứng trước một tảng đá khối. Ấy thế mà 15 năm trôi qua, ta vẫn cứ đường ta cứ đi đường lòng thương xót Chúa, không hề lùi bước. Mặc dù có những lúc dường như là ta phải đứng lại, như Chúa nói với Faustina, dường như có những lúc công cuộc này coi như là bị phá hủy hoàn toàn, nhưng tất cả đều nằm trong chương trình kế hoạch của ta. Ta nắm từng chi tiết một, để cho những lúc bị thử thách như vậy, để những lúc lòng thương xót Chúa dường như bị dập tắt như vậy, để coi những người tín thác vào lòng thương xót Chúa, ai là những người thực sự là những chiến binh như David ngày xưa, không sợ, vẫn tiến tới với Goliath khổng lồ, mạnh dạn tiến tới nhìn thẳng vào Goliath và nói, ta chiến đấu nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng tiến lên và nói với thế giới ngày hôm nay rằng chúng tôi tiến đến bằng quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và như là Phao-lô nói, tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Chính khi tôi yếu đuối nhất là lúc tôi mạnh nhất, vì sức mạnh của Thiên Chúa ở nơi tôi. Còn thế gian họ tưởng rằng họ mạnh, tưởng rằng họ khôn ngoan, nhưng trước mặt Thiên Chúa chỉ là sự khờ dại, chỉ là sự yếu đuối trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Dám vững mạnh và bước đi như thế thưa anh chị em, không ngại, không sợ gì hết.
con em tôi, con em gái, nó bị cái chân, đầu gối nó đau. À, phải đi chữa vì không có đi đứng bình thường được. Mà đang nuôi bà mẹ là 90 tuổi. À, đứa con trai của nó gọi điện nó bảo bác, mẹ con bị đau như vậy. Giờ làm sao rồi đem đi chữa rồi thế này thế ai lo cho bà ngoại các thứ. Nhưng mà mẹ con nói là đừng báo cho bác, kẻo bác lo. Thức cười tôi bảo là trời sập cũng như đắp mền, có gì mà lo. Ngày xưa con không nhớ, ông nội chết xong rồi bác lành chết, tức là bố tôi với chị ruột tôi chết cách nhau còn năm trời. Rồi mẹ tôi đau, rồi bao nhiêu biến cố tai ương nó đổ sập xuống, cả thế giới xuống vào chúng. Tôi còn chưa sợ, chưa có lo, mà đây một cái chân đau mà bảo ta lo, đừng có báo để ta phải lo. Cái gì mà lo, tôi ngu gì ta lo, mà sao bác nói vậy? Nếu mà ta lo thì Chúa bảo thì mày lo đi, ta không lo nữa. Tôi ngu gì ta lo. Thế vậy tôi khờ. Khờ dại trước mặt thế gian là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa đấy chứ. Thì dọa dại gì mà tôi phải tỏ ra tôi mạnh cứng làm cái gì? Yếu đuối trước mặt thế gian là sức mạnh của Thiên Chúa sẽ ban cho tôi. Thì tôi tội gì tôi phải lo. Trời sập như đắp mền thôi. Lo làm cái gì? Mà lo cái chân có khỏi được không? Chú bảo nếu mà con lo con có kéo đời sống của con dài thêm một gang tấc nào không? Rồi ngay sợi tóc trên đầu con cũng được đếm hết rồi. Sợi tóc mà nó rụng còn Chúa còn đếm, mà huống chi là những chuyện lớn như thế xảy ra mà Chúa không biết không tính à? Ồ, không sao. Có người bảo cố sao? Tôi về tôi hỏi mẹ tôi, người ta hỏi bây giờ mẹ sống mình ở mình thì sao? Mẹ tính sao? Mẹ tôi cười khà khà chỉ lên Chúa Giêsu, ta đâu có mình, có ông mà. Tôi tưởng nó nói ông cố, bảo không, ông cố mất rồi. Vậy ai? Giêsu, có ông mà lo gì? Đêm bà nằm, chả có chiếu, chẳng có nệm, chẳng có giường gì cả, nằm ngay cái nền đá vậy, mỗi cái gối vậy gối, chả mền, chẳng mùng, chẳng gì cả. Bảo sao mẹ nằm vậy, nằm đất vậy không đau à? Tao quen rồi, nằm với đất rồi mai mốt cũng về với đất chứ mà có gì mà lo. Nằm với đất rồi cũng về với đất. Ai dạy bà được điều đó? Bà có học triết không? Bà có học thần học không? Bà có suy tư gì không? Bà có suy diễn gì, gì cao siêu đâu? Lý gì đâu? Tao nằm với đất rồi, mốt tao về với đất chứ có cái gì đâu mà lo. Thì tôi thấy rằng là, thưa anh chị em và các bạn, nếu mình cứ như là David đi, tội gì phải như là Goliath để mà chết sớm. Cậy vào sức mình chỉ có chết sớm thôi. Để cho quyền năng của Chúa làm. Chúa làm như thế nào, làm lúc nào, chuyện của Chúa và chuyện của mình. Anh cứ ngồi suốt ngày hỏi tôi rồi, mà Chúa làm sao với bao giờ Chúa làm. Chúa nghĩ hỏi khi nào ốc đảo lòng Chúa được thành, thành hình như thế nào. Hỏi Chúa hỏi tôi. Mà Chúa bảo đã thành hình rồi, mấy con còn kia hỏi. Mỗi người chúng ta là một ốc đảo lòng thương xót. Cái đó mới là cái khó. Mỗi người trở thành một ốc đảo lòng thương xót Chúa để ai chạy đến cũng gặp được lòng thương xót Chúa ở nơi ốc đảo lòng thương xót Chúa là tâm hồn mỗi người chúng ta. Con là một ốc đảo lòng thương xót Chúa còn muốn xây cái gì nữa? Bạn là một ốc đảo lòng thương xót Chúa, bạn còn đi tìm ở đâu nữa? Để người ta đến với bạn, ta gặp được rằng à, tôi đã tìm được ốc đảo lòng thương xót. Ốc đảo là nơi mà người ta đến, người ta có thể tìm được sự bình an, có thể tìm được sự an vui, có thể tìm được một bóng mát, có thể tìm được một sự an ủi. Mỗi người chúng ta là một bóng mát, là một niềm vui, là một an ủi, là một sự bình an cho người khác. Vậy thì mình là ốc đảo lòng thương xót Chúa, còn xây cái gì, tốn bao nhiêu? Vô giá. Và tất cả ốc đảo ấy trở thành một quần đảo, trở thành một tập thể, trở thành một cộng đoàn, một gia đình lòng Chúa thương xót. Hạnh phúc biết là chừng nào. Mà nếu sống như vậy, thưa anh chị em, ta đâu có phải như là những người Pha-ri-siêu mà phải đi rình xem Đức Giê-xu có chữa người bị bại tay trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đọc cái câu đó là mình thấy phẫn nộ rồi, phải không? Phẫn nộ. Có hai chuyện. Người ta bị bại tay, anh không giúp được người ta thì thôi chứ. Đúng không ạ? Anh không giúp được người ta thì thôi. Mà nếu có người có thể giúp được thì phải mừng chứ. Thưa Thầy,
anh ấy bị bại tay đó, ngài giúp một cái đi. Chúng tôi thấy thương lắm. Lòng thương xót ở đâu? Lòng thương xót ở đâu? Một con người với con người thôi. Còn đây lại là một người có đạo mà lại là giữ chức vụ cao ở trong đạo nữa. Có học nữa. Mà lại không có lòng. Đầu óc kiến thức thì rất to, lòng thì rất bé. Ngược lại, những người dân quê, dân chúng chẳng học hành gì, đầu óc bé xíu mà tấm lòng rất rộng, rất lớn, rất to. Rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Hại cả hai. Nếu Đức Giêsu không chữa, có phải là hại cái người bại tay không? Anh không giúp được mà anh không cho người ta giúp. Mà nếu Đức Giêsu chữa người đã khỏi thì Đức Giêsu lại mang tội, họ lại tố cáo Đức Giêsu. Chúng ta thấy vì vậy mà Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Ít khi nào trong Kinh Thánh mà ta thấy Đức Giêsu mà có một cái tâm trạng như vậy, giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Vì khi mà người bạn tay đứng dậy ra trước đây rồi nói với họ, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người, trả lời, nó cứ im lặng. Không phải là đồng lõa, mà im lặng là một sự chống đối. Ngày Sa-bát không có làm được cái gì hết, anh làm cái gì cũng chết, làm điều lành cũng không được à, cứu mạng người cũng không được à. Đau là đau ở chỗ đó, giận là giận ở chỗ đó. Làm điều lành mà không được, cứu người mà cũng không được. Có nhiều khi tôi cũng muốn nổ đá. Đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà. Đi thực hành lòng thương xót Chúa mà. Đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà. Sao lại không được? Sao lại khó chịu? Sao lại chống đối? Đức Giêsu cũng buồn bực vì lòng họ chai đá. Ngày hôm nay Chúa cũng rất buồn bực vì lòng dạ con người chai đá, khi họ không đón nhận lòng thương xót của Chúa, khi họ không chấp nhận việc cầu nguyện, việc loan truyền, việc làm chứng lòng thương xót Chúa, khi họ không tích cực hỗ trợ, không tích cực cộng tác, thì chớ mà còn rình xem đứa nào mà đi làm để tao tìm cách tao tố cáo. Kinh khủng sợ hãi như thế. Và không những thế mà còn bàn với nhau để tìm cách giết Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu nói giơ tay ra, người ấy giơ tay và tay liền trở lại bình thường. Đức Giêsu đâu có sợ. Làm việc tốt không có gì để sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Và Đức Giêsu thực hiện điều đó trước mặt kẻ thù để chứng tỏ cho mọi người thấy quyền năng của Ngài. Đức Giêsu cho phép sự dữ xảy ra, nó mới được xảy ra. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Phô-rít-tê-na, đừng sợ. Ta cho phép ma quỷ nó làm được đến đâu thì nó mới làm được đến đó. Và những người mà cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá thì đứng về phe của ma quỷ, thuộc về ma quỷ. Xin cho mỗi người thay được Chúa, thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương, biết xót thương anh chị em của mình. Mời anh chị em và các bạn lấy kinh Viện Lòng Thương Xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Và ơn Chúa.
tủ sách Tín Thác. Xin chào anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, bắt đầu từ thứ Hai 25 tháng 12, chúng tôi đã chấm dứt chuyên mục Chuyện Các Thánh, Chuyện Đạo, Chuyện Đời để thay bằng tủ sách Tín Thác. Trong đó chúng tôi đọc những cuốn sách chủ đề Tín Thác cho anh chị em và các bạn. Những người không có thời giờ đọc sách, chúng ta có thể nghe ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Tủ sách Tín Thác đọc cuốn sách đầu tiên là Những Lá Thư Không Gửi, từ ngày 25 tháng 12, thư gửi Chúa Hải Đồng, mỗi ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư. Hôm nay, thứ Tư 17 tháng 1, 2024, mời anh chị em và các bạn lắng nghe thư gửi trên cát. Người mục tử có lòng xót thương. Em thân mến, thành phố và các tỉnh trong nước như đang trong mùa hè đỏ lửa bởi những cơn nắng nóng và hạn hán. Người ta đổ về miền biển hay lên cao nguyên tìm chút gió mát, nước lành cho dịu cơn nắng hạn. Em có tính đi du lịch ở đâu trong mùa hè này không? Từ cơn khát nước tự nhiên này, em có bao giờ thấy mình cũng khao khát Chúa như vậy không? Em có thấy trái tim mình khô ran nứt nẻ vì không đến dìm mình vào đại dương của lòng Chúa thương xót không? Trong lá thư trước, em hỏi anh có dự tính đi tham dự Đại hội các linh mục thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô trong ngày bế mạc năm linh mục không? Thú thật với em, anh rất ao ước được có mặt trong ngày hội lớn ấy. Nhưng với một linh mục như anh, làm sao có điều kiện và phương tiện cho chuyến hành trình dài như vậy? Hơn nữa, anh đang như người nuôi con mọn. Anh bị trái tim giàu lòng thương xót của Chúa quấn hút với đàn chiên, cả chục ngàn người quy tụ mỗi tuần để cầu nguyện và dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Anh không thể dứt ra đi đâu được. Anh say mê với công việc này vì chính anh là người cần được Chúa và đàn chiên Chúa xót thương hơn ai hết. Anh là người cần được cầu nguyện hơn hết để có được trái tim của người mục tử như lòng Chúa mong ước. Nghe em hỏi, anh mới giật mình nhìn lại. Thấm thoát rồi cũng sắp khép lại năm linh mục. Còn nhớ năm ngoái trong buổi tiếp kiến Bộ Giáo sĩ ngày 16 tháng 3, Đức Thánh Cha Phải Benedicto thứ 16 đã tuyên bố mở năm linh mục. Từ ngày 19 tháng 6 năm 2009 đến 19 tháng 6 năm 2010 để giúp các linh mục hướng về sự trọn lành thiêng liêng. Anh vẫn còn nhớ lời Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến có 30 hồng y và giám mục thành viên Bộ Giáo sĩ để tạo điều kiện thuận lợi cho các linh mục hướng về sự trọn lành thiêng liêng. Là điều mà hiệu năng sứ vụ của các vị lệ thuộc, tôi quyết định mở năm đặc biệt, năm linh mục. Đây cũng là dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, qua đời. Ngài là mẫu gương đích thực của vị mục tử phục vụ đoàn chuyên Chúa Kitô. Bộ Giáo sĩ sẽ thỏa thuận với các vị bản quyền giáo phận và các bề trên dòng tu để cổ võ và phối hợp những sáng kiến linh đạo và mục vụ hữu ích để ngày càng giúp cảm nghiệm về tầm quan trọng của vai trò và sứ mạng của linh mục trong giáo hội và trong xã hội ngày nay. Ngày 19 tháng 6 năm 2009, lễ thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thánh hóa linh mục. Trước hài cốt cha thánh Vianney được Đức Giám mục Giáo phận Balearx đưa về Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh triều để khai mạc năm linh mục. Ngày 19 tháng 6 năm 2010, Đức Thánh Cha bế mạc năm linh mục trong dịp
đại hội các linh mục thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã tuyên bố Thánh Gioan Maria Vianney là bổn mạng của tất cả các linh mục trên thế giới. Ngoài ra, Ngài cũng công bố cuốn chỉ nam cho các cha giải tội và linh hướng, cùng với một tuyển tập những đề tài thiết yếu liên quan đến đời sống và sứ mạng của linh mục trong thời đại ngày nay. Thật là vui em ạ, vì tất cả những việc làm trên thể hiện mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với các linh mục. Anh và mọi người hồ hởi đón nhận tin vui này, và trong suốt năm vừa qua, ai cũng mong chờ các vị bản quyền giáo phận và các bề trên dòng tu cổ võ và phối hợp những sáng kiến linh đạo và mục vụ hữu ích để ngày càng giúp cảm nghiệm về tầm quan trọng của vai trò và sứ mạng của linh mục trong giáo hội và trong xã hội ngày nay. Thế nhưng, một năm đã trôi qua, đâu là những sáng kiến linh đạo và mục vụ hữu ích? Ngoài việc long trọng làm lễ khai mạc, bế mạc và bản kinh cầu cho các linh mục giải lê thê, có thêm nữa là những bức hình của cha thánh Vianney được treo trong nhà thờ, rồi sắp sửa được gỡ xuống để treo biểu tượng năm thánh 2010 lên, cùng với kinh năm thánh còn dài hơn nữa cho hợp với mùa nào thức nấy. Anh nghĩ chắc chắn không phải chỉ là như thế. Và nếu chỉ có như thế thôi thì có khác gì lễ hội ngoài đời? Theo thống kê mới đây, tại Việt Nam mỗi năm có tới 8.000 lễ hội. Nhưng đời sống người dân cải thiện được bao nhiêu sau những lễ hội ồn ào và tốn kém ấy? Sau những lễ hội tưng bừng, còn chút gì động lại trong lòng người tham dự không? Sau năm linh mục, em có thấy sự chuyển đổi trong cái nhìn của người giáo dân về linh mục, trong tương quan giữa giáo dân với linh mục, và nhất là có sự chuyển biến tích cực nào nơi chính bản thân các linh mục không? Trong năm linh mục, Bộ Giáo sĩ nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường việc thường huấn cho các linh mục, gắn liền với việc huấn luyện cho các chúng sinh. Sau thời gian huấn luyện, khi được tung ra trên các cánh đồng truyền giáo, thường huấn phải là việc làm không thể thiếu trong suốt đời người linh mục, chứ không phải chỉ trong năm linh mục. Thường huấn về mọi mặt, để theo kịp đà tiến của nhân loại, để bắt kịp những phương tiện truyền thông, để đổi mới tư duy, đi sâu vào đời sống nội tâm, thay đổi lối sống và cách làm việc cho có hiệu quả. Em hãy chịu khó dành thời giờ đọc lại tâm thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các linh mục khi lập năm linh mục nhân dịp kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh của cha sở Hội đạo Acts. Mối bận tâm của vị chủ chăn giáo hội là xúc tiến sự dấn thân canh tân nội tâm tất cả các linh mục để làm cho chứng tá tin mừng của họ trên thế giới ngày hôm nay sâu sắc và mãnh liệt hơn. Cha sở thánh Hội đạo Acts từng nói, thiên chức linh mục đó là tình yêu của thánh tâm Chúa Giêsu. Nếu không có sự biến chuyển nào từ đời sống nội tâm đến cung cách ứng xử và lối sống, thì làm sao các linh mục có thể giới thiệu cho các tín hữu Kitô và cho toàn thế giới lễ vật khiêm tốn và thường ngày những lời nói và cử chỉ của Chúa Kitô được? Canh tân đời sống nội tâm chính là nỗ lực gắn bó với Chúa Kitô bằng tư tưởng, ý chí, tình cảm và phong cách sống của mình, để được như Phao-lô: tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Đọc bức thư đó, em thấy rõ ràng Đức Thánh Cha là người chủ chăn thật dễ mến, biết từng con chiên. Khi Ngài nêu bật gương sáng của những anh em linh mục vất vả trong việc tông đồ, âm thầm phục vụ với tình yêu thương mãnh liệt,
Ngài cũng kể đến sự trung tín can đảm của biết bao linh mục. Cho dầu phải đối diện với những khó khăn, thiếu cảm thông, vẫn trung thành với ơn gọi của mình. Ơn gọi làm bạn của Chúa Kitô. Rồi trong những chuyến tông du mục vụ nơi nhiều nước khác nhau, Ngài đã gặp gỡ rất nhiều anh em đồng nghiệp quảng đại dấn thân trong việc thực thi hàng ngày thừa tác vụ linh mục của mình. Thật an ủi và hạnh phúc cho các linh mục, vì chính nhờ vị chủ chăn của giáo hội có được trái tim như mục tử Giê-xu, cho nên mới biết cảm thương và luôn nhớ đến những anh em linh mục đang sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, đau khổ, thử thách. Có những linh mục tự nguyện dấn thân để chính họ được chia sẻ và trải nghiệm những đau khổ của con người. Có những anh em đau khổ vì bị hiểu lầm, thành kiến, nghi kỵ, ganh ghét, trù dập bởi nhiều thế lực. Mà buồn nhất lại là bởi chính những người giáo dân hay anh em linh mục đồng nghiệp của mình. Có trái tim của mục tử Giê-xu thì làm sao không nhớ đến những linh mục bị nhạo báng, bị ngăn cản, cấm đoán thực hiện tác vụ, thậm chí bị kết án cách bất công, lao tù vì dám đấu tranh cho sự thật, cho những người thấp cổ bé miệng, cho lẽ công bằng và quyền sống của con người. Chiều thứ năm đầu tháng Hoa, khi vừa dâng lễ xong cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa với con số hơn 10.000 người tham dự, em chặn anh lại ở cuối nhà thờ, trình bày nỗi bức xúc của mình. Em bức xúc vì trong thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đưa ra ánh sáng những mảng tối trong đời sống một số giáo sĩ ở một vài nơi. Rồi họ thổi phồng lên như thử là các linh mục đều là những mục tử trong sương mù. Em bối rối, giáo dân xôn xao, những người có lòng đạo đức lo lắng. Đời sống phản chứng tin mừng của một số giáo sĩ là cái cớ cho người ta chống đối giáo hội, là gương mù cho giáo dân, là cớ vấp phạm cho những người luôn thần tượng các đấng bậc. Chính Đức Thánh Cha cũng rất quan tâm đến điểm này. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do Ngài mở năm linh mục để tạo điều kiện thuận lợi cho các linh mục hướng về sự chọn lành thiêng liêng, là điều mà hiệu năng sứ vụ của các vị lệ thuộc. Lo cho các linh mục hướng về sự chọn lành thiêng liêng là nỗi niềm chung của các vị chủ chăn giáo hội. Anh còn nhớ, trong khi anh đi hành hương đất thánh năm 2000, nhân ngày thứ năm tuần thánh, từ chính căn phòng tiệc ly ngày xưa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết một lá thư gửi cho các linh mục trên toàn thế giới. Trong đó có đoạn như sau: nhiều lần sự yếu hèn của con người linh mục đã che khuất khuôn mặt Đức Kitô trong con người họ. Tại phòng tiệc ly đây, không phải chỉ sự phản bội của Giuđa đạt đến cao điểm, nhưng chính Phêrô cũng phải đối diện với yếu đuối của chính mình khi nghe lời tin báo chua xót về sự khước từ của ông. Khi chọn những con người giống như nhóm 12, quả thực Đức Kitô không ảo tưởng. Bởi chính trên sự yếu đuối của con người mà Chúa Giê-xu đóng ấn bí tích sự hiện diện của người. Thánh Phaolô tỏ cho chúng ta biết lý do. Những kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. 2 Cô-rinh-tô chương 4 câu 7. Trong suốt 3 năm dấn thân loan truyền việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa từ Nam ra Bắc, anh càng sắc tín điều Thánh Phaolô nói ở trên. Anh cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối mỏng giòn của thân phận mình, nhưng đồng thời nhận thức rõ hơn quyền năng phi thường của lòng thương xót Chúa chứa đựng nơi bình sành mỏng manh đó. Gần 3 năm qua,
Mỗi tuần lễ, hàng chục ngàn người từ muôn nẻo đổ về đứng chen chúc dưới cái nắng chói chang hay mưa tầm tã, giang tay thành tâm lần hạt, cầu nguyện và tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Có sức hút nào lôi cuốn hàng ngàn ngàn người đến như vậy mỗi tuần? Có quyền năng nào hoán cải bao người khô khan tội lỗi quay về nẻo chính đường ngay mà mọi phương thế trần gian đều bó tay rồi? Chỉ có quyền năng và lòng thương xót của Chúa mới làm được bao điều kỳ diệu đó thôi em ạ. Chúa thi thố sức mạnh tình thương của Ngài nơi những con người hèn yếu tội lỗi như anh đây. Chính trong con người hèn yếu đó mà Chúa tỏ lòng thương xót nhân Ngài. Cha Thánh Vianney dù rất khiêm tốn nhận mình là một linh mục hèn kém, nhưng vẫn ý thức tác vụ linh mục của Ngài là một ân huệ Chúa ban cho dân. Ngài xác tín: một mục tử nhân lành, một mục tử theo lòng Chúa mong ước, đó là kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa nhân từ có thể ban cho một giáo xứ, và là một trong những ân huệ cao quý nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và các linh mục phải là thừa tác viên của lòng Chúa thương xót nơi những con chiên hoang đảng. Ta sẽ ủy thác cho các thừa viên của ta loan báo cho họ rằng ta luôn sẵn sàng đón nhận họ, rằng lòng thương xót của ta là vô tận. Em thân mến, thay lời kết, anh xin phép mượn lời một linh mục viết trong bài Tâm tình linh mục, những lời chân thành nhận lỗi, xin lỗi của một mục tử trong năm linh mục. Các linh mục chúng con chân thành xin lỗi quý cụ ông, cụ bà và toàn thể giáo dân vì những lỗi lầm chúng con đã sai phạm trong khi thi hành chức vụ thánh. Xin lỗi về tất cả những việc làm vì vô tình hay hữu ý đã gây sự bất hòa và mất đoàn kết giữa cộng đoàn hay giáo xứ. Xin lỗi về những sự hướng dẫn không theo quy cách của giáo hội. Xin lỗi vì những thiếu sót trong việc bổn phận hàng ngày của một mục tử. Xin lỗi về những lạm dụng chức thánh vào những phần việc trần thế để gây ảnh hưởng hay lợi lộc riêng tư. Xin lỗi vì những gương mù, gương xấu đã gây nên trong cộng đồng dân Chúa. Trong năm linh mục, xin quý ông bà, anh chị em tha thứ và bỏ qua những thiếu sót của chúng con. Xin thương tha thứ. Đó cũng chính là lời anh muốn nói với em, với những con người Chúa trao cho anh chăm sóc, những người anh có bổn phận và yêu thương phục vụ mà anh đã chưa chu toàn. Xin tha thứ và cầu nguyện cho anh. Xin Chúa chúc lành cho em, người anh em trong Chúa Giêsu.